Bác Phạm Vũ Quân ở dưới thị trấn Kim Môn, một cái máy lọc nước công nghệ mới của Mỹ và một trong những công nghệ mà tiên tiến nhất mà hiện nay trên toàn cầu, đó là một hệ thống lọc thông minh. Đây các bạn thấy cái máy nó rất là nhỏ. Đây là các bạn có hệ thống máy ở đây rất là nghiêm nhất, rất là cẩn thận, và một cái máy lọc nước thông minh. Và đây là cái lõi lọc của nó. Ở đây xa thì các bạn thấy là cái này nó sẽ như thế này. Ừ, nhỏ vậy. Mình khi được tự giới thiệu qua cái cấu tạo của cái máy này. Cấu tạo của cái máy này nó là một hình trụ đứng, và nó kích thước của nó chỉ bằng một cái diện tích của cái phích của mình thôi. Nhưng mà cái công nghệ của nó thì gọi là siêu lọc. Và đây là toàn bộ hệ thống quan. Vâng. Rất là làm cẩn thận. Đây là một cái công nghệ mà không phải ai cũng có sở hữu được nó một cách dễ dàng, mà những người mà nhận cái giá trị này thì nó phải tương đương với cái giá trị. Đây thì xin giới thiệu, đây đó là toàn bộ hệ thống vòi để mình sẽ đưa nguồn nước. Đây là hệ thống dây dẫn này. Ở trong cái dây dẫn này nó có hai phần, một ống vào và một ống đường ra thông qua một cái máy lọc này. Đó, đây là một cái hệ thống vòi thông minh, và trên cái đầu vòi này sẽ qua một nó có cái tác nô và ký hiệu cái phần nước rửa và phần nước uống. Và đây là cái ống để lắp nguồn nước vào, và đây toàn bộ là một nguồn nước rửa ra, và một cái ống các bạn nhìn thấy không là bé này là hệ thống lọc cho nước uống đó. Và sau đây mình sẽ vào, đây sẽ là cái phích cắm điện để cho máy hoạt động, để kích hoạt máy hoạt động. Và mình giới thiệu đây, đó là một quả lọc thông minh với công nghệ 4 nước, nó gói gọn trong đây và là cực kỳ thông minh và cực kỳ nhỏ gọn, là do Mỹ thiết kế. Và một trong những nhà khoa học hàng đầu của thế giới đã sáng lập ra cái này. Lõi này không thông thường, nó khác biệt, các bạn sẽ thấy được. Và đây là toàn bộ cái các cái đầu vòi, các kích cỡ để chúng ta lắp vào cái vòi ở cái chậu rửa. Đây, các đầu vòi kích cỡ khác nhau. Ở đây mình sẽ thực hiện cái việc lắp ráp, và trước khi lắp ráp mình sẽ giới thiệu cho anh cái phần cái lắp vào trong đây. Bên trong này nó có các cái chức năng khởi động đèn báo nguồn, đèn báo khi sự cố sửa chữa, và một đèn nữa là gì, sau 1 năm thì chúng ta nó cái đèn này nó sẽ hiện lên thời điểm nào là thời điểm gì, cần phải chuẩn bị thay lõi lọc. Thì cái này nó cực kỳ thông minh và nó chỉ có duy nhất một lõi này. Tại sao lý do tại sao mà nó lại nhỏ, nó không cồng kềnh và lắp đặt chỉ trong vòng vài phút thôi và ai cũng có thể lắp đặt được, cực kỳ thông minh. Ở đây mình sẽ lắp cho các bạn thấy. Đây, sau khi bóc xong nó có dạng như thế này. Ở trên cái này 3 in 1, tức là 3 trong 1. Tại sao 3 trong 1? Trong đây nó có các lớp để mà lọc các cái tạp chất, rồi vi sinh vật, rồi đến nước vi lọc, lọc vi khuẩn. Cho nên là cái này nó rất là thông minh. Mình sẽ lắp cho các bạn nhé. Đó, khi nắp thì nó sẽ tạo ra một cái áp suất kích hoạt cái hệ thống máy bơm.
và nó tạo ra một cái tiếng xì nhất định. Chúng ta sẽ bắt đầu con nắp. Và đây sẽ là một quyển hướng dẫn cách lắp đặt mà bất cứ một gia đình nào cũng phải lắp mà chưa cần phải đến thợ sửa chữa. Đó. Đây, cực kỳ thông minh. Và đây là các bước này chúng ta sẽ thực hiện. Những cái đầu vòi này là dùng cho các kích cỡ vòi khác nhau hả anh? Kích cỡ vòi khác nhau. Vâng. Thế là mình lắp trực tiếp vào vòi thì nó sẽ phù hợp được hết đúng không? Không lo là các đầu vòi nó không vừa. Có thể là thêm rồi. Phải ngược lại. Đây à? Đúng rồi. Và đây nó sẽ là cái bộ dụng cụ để người ta van cái đầu này lại. Đúng không? Luôn. Đây là cái vặn. Trong đây nó có hệ thống gioăng làm ký mà không khiến không phải kìm cà lê gì hết. Không kìm, dụng cụ có thể bất cứ ai cũng có thể thao lắp được. Và đây là thông minh. Đây là một hệ thống lọc thông minh đây. Và trước khi lắp thì chúng ta kéo cái này giống như cái việc mà lắp vào cái mũi khoan đấy. Đó. Đấy, ok, chúng ta thả ra, cực kỳ thông minh. Và có thể trong vòng chỉ 3 phút người ta đã lắp được rồi. Đây. Chúng tôi sẽ kích hoạt sau khi lắp rồi đấy thì các bạn phải lên nhớ này. Tất cả thông số kỹ thuật trên cái lắp này công ty của Mỹ nó cực kỳ minh bạch và gì liêm yết rất là rõ ràng, nhà sản xuất đến công dụng rồi đến nguyên lý làm việc rồi đến gì cách lắp đặt nguyên lý vận hành như thế nào và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng làm sao mà sử dụng tiện nhất. Các bạn yên tâm đi. Việc thì ok, đây, sau đây mình tớ và anh Dân đang đi lắp máy cho khách thì ạ. Ở đây là khi chúng ta đã kích hoạt lên thì có một hệ thống đèn báo điện đã vào đúng không ạ? Và đây các bạn thấy trên đầu cảm ứng của chúng ta là đã có đèn báo và gì đây là báo hiệu cho máy bắt đầu hoạt động. Và mình phải nói trước như này, tất cả những cái gì mà chúng ta đang sử dụng thì là một mùi nó thường quen rồi và bây giờ hiện tại là qua một cái hệ thống lọc thông minh như này, trong một ngày hai ngày bao giờ nó cũng có một cái hóa chất phản ứng nhất định, sau đó thì nó sẽ kích hoạt toàn bộ cái hệ thống lọc thông minh này chỉ trong vòng một hai ngày mà chúng ta thật sự là không thể ngỡ ngàng khi chúng ta sử dụng đến thiết bị thông minh này. Ok, đây chúng ta sẽ mở cái vòi ra. Đây là đối với này vòi bên nước rửa đó. Và đây mình sẽ trên cái này là nó hệ thống báo nước uống này. Đấy, hệ thống nước uống chuẩn bị hoạt động. Nó sẽ phải chảy trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút. Bắt đầu nó sẽ báo màu xanh. Thế mai toàn tức là trong bây giờ bắt đầu máy mới ấy đó và nó đang kích hoạt thôi mọi người, nhìn thấy chưa? Máy đang kích hoạt đó để chạy cái hệ thống ấy, không cứ để nó chạy
nó chạy trong mình xả nước trong vòng khoảng 10 cho đến 15 phút thì là trong các thiết bị ở trong máy lọc này nó trong cái lõi lọc này nó sẽ kích hoạt dần đấy và bắt đầu nước nó sẽ chảy ra. Thì khi mà mới lắp thì mọi người cứ để nước chảy như này trong vòng từ 10 đến 15 phút cho đến khi nào mà cái đèn báo đỏ này nó chuyển sang màu xanh thì là lúc đấy là chúng ta có thể sử dụng được cái nước này uống trực tiếp luôn. Và cái nước lọc này mình không có cần phải đun nấu hay là phải sơ chế hay phải làm bất kỳ một cái gì nữa, mà cái nước lọc này mình có thể sử dụng trực tiếp luôn bởi vì nó đã rất là tinh khiết rồi. Vâng, các bạn đây tại sao mình giải thích tại sao mà lại phải để nước chảy trong vòng 15 phút. Vì cái hệ thống nước của mình đang là hệ thống nước bình thường đang sử dụng. Và đến khi nó lại báo đèn xanh là gì? À, báo đèn vàng là gì? À, cái đèn vàng này là gì? Đang thích nghi với cái máy này trong vòng 15 phút để nó phân giải, phân tích trong cái hệ thống nước để nó điều hòa cho cái nước thông minh cho mình. Và lý do tại sao sinh ra đèn đỏ và phải chạy 15 phút nó mới chuyển chế độ xanh. Và các bạn phải lưu ý cái việc đấy. Không lại bỏ lỡ. Sao đèn đỏ nó lại báo lỗi, không phải lỗi mà nó đang phân tích nước. Và cái kích hoạt cho các bạn xem. Cực kỳ nhỏ gọn thông minh, em có thể quay cho mọi người thấy là quay tầm xa đây. Có thể thấy một cái thiết bị không là... giống cái việc trang trí. Nhưng mà nhà bác không gian là nhà bếp rất là hoành tráng, từ sở hữu một cái máy là gọi là bây giờ nó mới ra và công nghệ đầu tiên bác đã có trong tay của mình cực kỳ đẳng cấp luôn. Nếu mà bên ngoài mà nhìn vào thì chắc không ai nghĩ đây là cái máy lọc nước luôn, bởi vì nó rất là thời trang mọi người ạ, và nó không có hề to cồng kềnh giống như những cái máy lọc nước thông thường trên thị trường nữa, mà mình cần phải dành một cái khoảng không gian bếp rất là rộng để đặt cái máy lọc nước. Nhưng bây giờ thì cái máy lọc nước này nó rất là nhỏ gọn luôn, nhìn nó giống như là một cái vật trang trí hơn là một cái máy lọc. Okay. Đây là một chiếc máy lọc nước công nghệ Mỹ, và hiện tại bây giờ đang phát triển rất là mạnh trên Việt Nam, ở Việt Nam mình, và đây là một cái sản phẩm cực kỳ là mới. Công nghệ thì nó sẽ khác hẳn so với những cái công nghệ của máy lọc nước cũ, với cái công nghệ lọc này á, giống như hồi trước thì mọi người sẽ phải sử dụng những cái máy lọc rất là khủng, rất là to, thì bây giờ nó được tích hợp trong một cái máy rất là nhỏ gọn như thế này và thời trang như thế này, và khi mà đặt ở trong cái gian bếp thì rất là gọn gàng, và cái nước lọc ra rất là tinh khiết luôn, mọi người uống trực tiếp luôn mà không cần phải đun qua nữa. Bởi vì nhiều khi chúng ta có một quan niệm rằng cứ phải đun sôi nước lên thì uống nó mới tốt, nhưng thực chất ra khi mà đun sôi nước lên thì cũng có rất là nhiều những cái chất tốt ở trong nước đã bị phân hủy. Vì vậy nên là cái máy lọc nước này là nó sẽ tích hợp được hết tất cả những cái vi chất tốt nhất của nước giữ lại. Mà lọc rất là sạch nhưng mà lại giữ lại được hết tất cả những cái chất nước tốt nhất dành cho cơ thể. Ta uống trực tiếp luôn. Xong quay cái vòi ra anh. Không, để cái như ban đầu á, để xoay như ban đầu á, đấy, xoay ra như vậy. Thế. Cái này nó đi trong cái đường cái nó có hai cái em ơi, vừa đến lần xem đâu cái. Ok thôi nha, em tắt live stream nhé. Đây là một cái sản phẩm rất là tốt, và ai mà quan tâm đến cái sản phẩm máy lọc nước công nghệ Mỹ này thì các bạn hãy liên hệ với anh Nguyễn Dân nha. Đó, lắp đặt tại nhà luôn, bảo hành tại nhà nha. Xin chào.